chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời về vận mệnh cuộc đời của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, khổ trước sướng sau, nghèo khổ thế đủ rồi, từ 56 tuổi trở đi là lúc đến thời đổi vận, số mệnh giàu sang, tiền vàng chất đống, cuộc sống sung túc đủ đầy. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 thân mến, sống trên đời, tha thứ là cánh cửa để thoát ra khỏi thù hận, giúp cho chúng ta sống đời an nhiên hơn. Kênh Minh Đường Tử Vi biết rằng, có rất nhiều quý khán giả đang theo dõi video ngày hôm nay vẫn còn thù hận hay oán ghét một ai đó, vì họ đã làm tổn thương đến bạn, thậm chí nhiều người còn không thể tha thứ cho cả những người thân yêu trong gia đình của mình. Thử hỏi, nếu bạn cứ ôm khư khư sự hận thù và oán ghét, xong rồi cuộc sống của bạn liệu có trở nên tốt đẹp hơn không? Để dĩ nhiên là không. Món nợ mà bạn đang gánh bạn vẫn phải gánh, những vấn đề trong cuộc sống mà bạn đang đương đầu thì bạn vẫn phải đương đầu. Sự vất vả, cô độc tận tâm can, hiện tại bạn đang chẳng biết chia sẻ cùng ai, nhưng bạn vẫn cứ phải đơn độc một mình chiến đấu. Cuộc sống của bạn nào có tốt đẹp hơn trước là bao, dù trong giây lát bạn có thể thỏa mãn được sự sân si khi thấy người mà bạn đang oán hận gặp phải những chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mỗi người trong chúng ta đều có những góc khuất ở đâu đó, trong thâm tâm của mình. Có người không thể kìm hãm được sự cám dỗ và buông thả theo nó, nhưng có người lại học cách tha thứ, tu tâm dưỡng tính để chuyển hóa nghiệp. Nghe đến đây, chắc hẳn một số tuổi Canh Tuất 1970 đang nghĩ rằng chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé, không phải bậc thánh nhân, làm sao có thể thoát khỏi những cám dỗ về tham, sân, si được. Quý bản mệnh tuổi Canh Tuất thân mến, kênh Minh Đường Tử Vi không khuyên bạn phải sống như Bồ Tát, vì điều đó vượt xa khả năng của bạn, bởi vì cuộc sống là những sự lựa chọn. Dù bản mệnh có lựa chọn sống như thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn phải là người chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời của mình. Không một ai có thể chịu trách nhiệm thay cho bạn cả. Hãy sống làm sao để trái tim và đầu óc luôn cảm thấy bình an và hạnh phúc là được. Hãy để ý đến những điều có thể khiến cuộc đời bạn trở nên tốt đẹp hơn. Còn những chuyện mà người khác có vô tình hay cố tình làm tổn thương bạn thì hãy xem đó là một bài học cuộc đời, giúp cho bản thân mạnh mẽ hơn để đương đầu với muôn trùng sóng gió ngoài kia. Đừng quá phiền lòng để oán ghét họ làm gì cho mệt người, bởi vì cuộc đời của họ, họ sống có phúc lộc thì họ hưởng, mà nghiệp của họ thì họ tự gánh lấy vậy thôi. Kênh Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của quý bạn. Quý bản mệnh tuổi Canh Tuất thân mến, đã bao giờ Canh Tuất thắc mắc liệu với hoàn cảnh ở thời điểm hiện tại thì mình có thể sống đến 85 tuổi hay không? Và nếu có thể sống đến 85 tuổi thì cuộc đời mình sẽ có chuyển biến như thế nào? Số nghèo khổ, bần hàn hay vinh hoa phú quý? Có một vài tuổi Canh Tuất sẽ cười nhạt và nghĩ rằng, gớm, cơm còn không đủ ăn bệnh tật đầy mình thì làm sao mà dám mơ sống đến tận năm 85 tuổi. Canh Tuất đường nản lòng, vì biết đâu ngay sau đây, trong video này, Canh Tuất sẽ có cho mình được đáp án thì sao? Bởi vì trong video này, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ tiết lộ cho bản mệnh tuổi Canh Tuất từng giai đoạn của cuộc đời mình cho đến cuối đời. Sẽ có rất nhiều cơ hội để đổi vận, thế nhưng Canh Tuất cũng cần gì phải nỗ lực và phấn đấu nữa. Lẽ dĩ nhiên, không có một cuộc đời nào là bằng phẳng và êm đềm cả. Cuộc đời của Canh Tuất ngoài đón nhận những điều cát lành ra thì vẫn sẽ có cả những điều không như ý xảy đến. Tuy nhiên, tốt hay xấu, hung hay cắt ở đây còn phải phụ thuộc vào bản thân Canh Tuất có tận dụng những lời dự ngôn, luận giải của kênh Minh Đường Tử Vi như thế nào. Nếu những luận giải của kênh Minh Đường Tử Vi giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn thì bản mệnh Canh Tuất cũng có thể biết trước được thiên cơ để xoay chuyển càn khôn. Kênh Minh Đường Tử Vi không thể thay đổi quá khứ của Canh Tuất, nhưng tương lai thì có thể. Và ngay sau đây xin mời quý bản mệnh tuổi Canh Tuất cùng lắng nghe dự ngôn, luận giải tổng quan của kênh Minh Đường Tử Vi. Khi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 tiến vào tuổi 56 trở đi, đó là thời điểm để đánh giá và định hình lại cuộc đời của bản mệnh. Trải qua những gian khổ và thách thức trong quãng đời trước đó, tuổi Canh Tuất có thể cảm thấy hài lòng với những gì mình đã đạt được và trải qua. Tuy nhiên, không nên tự mãn quá mức, hãy tiếp tục chăm sóc sức khỏe của bản thân và chú ý đến sự phát triển của con cháu. Những năm này là cơ hội để bạn tận hưởng cuộc sống với sự nhàn hạ và hạnh phúc, hậu vận sẽ được sung sướng và an lành, nhưng đòi hỏi sự chăm sóc và cân nhắc từ phía chính bản thân bản mệnh. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc bình yên và hạnh phúc, đón nhận những phần thưởng của cuộc sống mà bạn xứng đáng nhận được.
Trời sinh người tuổi Canh Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, Canh Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Người tuổi Canh Tuất là những người thích cho đi. Họ yêu thương, quan tâm tới mọi người bằng sự chân thành. Họ thường trở thành nguồn khích lệ tinh thần của người thân, bạn bè. Khi hợp tác làm ăn, cho dù là kinh doanh hay làm nghệ thuật, họ không bao giờ theo đuổi danh tiếng và tiền bạc đến mức quên mọi thứ khác. Họ cần một mối quan hệ tốt đẹp và đôi bên cùng thắng. Với sự nhạy cảm sẵn có, Canh Tuất thường áp dụng chúng cho việc sáng tạo trong các lĩnh vực, phát huy được khả năng sáng tạo của mình. Họ sẽ luôn tỏ ra là nhân viên xuất sắc, thậm chí sẽ là người chủ tuyệt vời, chỉ với một điều kiện duy nhất là họ phải có hứng thú với ngành nghề đó. Việc bồi dưỡng để có năng lực tổ chức sẽ ngốn rất nhiều thời gian cũng như sức lực của họ. Người tuổi Canh Tuất có thể làm rất tốt công việc thủ quỹ trong ngân hàng hoặc trong các cửa hàng. Tuy nhiên, vì không thích những công việc đơn điệu, nhàm chán, nên họ sẽ không thấy thoải mái, hài lòng khi làm những việc kể trên. Nếu ai đó thuê một nhân viên là người tuổi Canh Tuất, thì người này sẽ không phải lo lắng đến chuyện nhân viên của mình đi muộn về sớm, quên ghi nhật ký bán hàng hay những vấn đề tương tự khác. Họ ý thức được tầm quan trọng của đồng tiền nên sẽ hết sức thận trọng trong việc quản lý tiền bạc, hạn chế đến mức tối đa các khoản chi tiêu không cần thiết. Canh Tuất còn có khả năng chỉ huy việc xây dựng những công trình lớn hoặc có thể trở thành những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Họ sẽ thử sức mình trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau như buôn bán đồ cổ, hàng thủ công mỹ nghệ, làm đại diện hoặc tổ chức các triển lãm nghệ thuật. Họ có khá nhiều hứng thú với việc kinh doanh, nhưng nghề trang trí nội thất mới thật sự giúp họ phát huy được hết những sở trường của mình. Canh Tuất thường có tình cảm rất phong phú và khá nhạy cảm. Họ cũng hiểu biết nhiều về tình yêu và có thể xem là bậc thầy trong lĩnh vực này. Họ yêu người bạn đời của mình và sẽ cố gắng hết sức để xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Họ thích cuộc sống gia đình và luôn tìm được trong đó cảm giác an toàn. Nếu mất đi cảm giác này, họ sẽ cảm thấy lo lắng, bất an. Họ cũng theo đuổi tình yêu chân thành một cách nồng nhiệt và nếu không thể có được điều đó thì sẽ cảm thấy rất bức rứt, khó chịu. Theo luận đoán tử vi trọn đời 12 con giáp, nhìn chung cuộc đời tuổi Canh Tuất là tốt, an nhàn sung túc, về già hưởng nhiều lộc, con cháu được phước đức từ tổ tiên. Nam mệnh tuổi Canh Tuất là những người có khí phách sung mãn, khi lâm vào những hoàn cảnh bất khả kháng, họ cũng rất khéo thông qua ý kiến của mình để tác động đến người khác. Bởi vì họ làm việc rất nghiêm túc, những việc được người khác giao phó, chỉ cần nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác. Khuyết điểm của người này là kém sức nhẫn nại. Về phương diện tình cảm, người tuổi Canh Tuất có thể thả mình trong những mối quan hệ nồng nhiệt. Họ có thể trầm mặc, âm thầm yêu thương người mình thương yêu và luôn quan tâm, chăm sóc ở những phương diện khác. Đặc biệt, họ rất khó tin tưởng người khác, nhưng khi đã tin tưởng rồi thì họ không bao giờ tiết giảm niềm tin đó. Niềm tin đó đối với bạn bè họ thể hiện ở chỗ, nếu bạn vô tình xúc phạm đến những người bạn của họ, thì bạn sẽ lập tức được chứng kiến phản ứng của họ. Những người Canh Tuất sinh về đêm thường nóng tính hơn những người sinh ban ngày. Họ thường dễ sinh xung đột với người khác. Tuổi Canh Tuất dù sinh vào bất cứ mùa sinh nào cũng thường được thuận lợi trong cuộc sống. Cả đời không mấy khi phải rơi vào hoàn cảnh đói ăn, thiếu mặc. Nữ mệnh tuổi Canh Tuất là người rất nhiệt tình trong giao tiếp. Họ có dung mạo xinh đẹp. Phụ nữ Canh Tuất trưởng thành thường có khả năng tư duy rất tốt. Thích đẹp nhưng ăn mặc lại rất chất phác. Thích mặc những loại quần áo rộng bằng các chất liệu mềm thoáng. Khi họ tức giận thì đứng ngồi không yên. Phần lớn phụ nữ Canh Tuất rất biết quan tâm, chăm sóc người khác, vui vẻ, hợp tác cùng mọi người và có thể hay đứng ra làm chứng những việc mà không ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân họ. Họ là những cô gái thích nhảy múa, bơi lội hay những hoạt động ngoài trời. Họ là người bạn gái, con gái tốt của chồng. Nguyên nhân chủ yếu để họ làm được điều đó là không can thiệp thái quá vào công việc của người khác, nhưng lại vui vẻ lắng nghe người khác trình bày quan điểm. Phụ nữ Canh Tuất khi đối xử với người khác họ thể hiện đức tính luôn hòa hợp, vui vẻ, nhẹ nhàng, tiếp cận và hòa đồng trong tình hữu nghị của mọi người. Khi bạn tiếp xúc với phụ nữ Canh Tuất, có thể đến thăm nhà của họ, cùng họ uống trà, nói chuyện và ngược lại, có thể mời họ đến nhà bạn chơi. Trong các quan hệ bình thường, có thể dần dần hiểu nhau, vui vẻ, cùng nhau kết bạn chân thành. Bạn phải nhớ rằng, ở đâu đó trong tiềm thức, những người Canh Tuất luôn tiềm ẩn tính cảnh giác. Vì thế trong mối quan hệ, bạn tuyệt đối không được hấp tấp, vội vàng,
Phương thức tốt nhất là tuân thủ từng bước, dần dần đẩy sâu mối quan hệ. Khi bạn đã có được niềm tin của cô gái tuổi Canh Tuất, sẽ trở thành người bạn tri âm, tri kỷ. Dù sau đó bạn có thể gặp bất cứ hoàn cảnh nào, phá sản hay phát tài, thì họ cũng không bao giờ quay lưng, thay đổi tình bạn. Rất ít phụ nữ ở các tuổi khác có thể bị được tính chân thành, trung thực với các cô gái tuổi Canh Tuất. Nữ mệnh tuổi Canh Tuất số mệnh khổ trước sướng sau, từ khi sinh ra cho tới lúc trưởng thành. Cuộc sống có nhiều khó khăn, vất vả, tuy nhiên, về già cuộc sống được cải thiện lên rất nhiều, có vận may về con cái, sống hạnh phúc, an nhàn bên gia đình và người thân. Tổng kết, nữ tuổi Canh Tuất cả cuộc đời tuy phải chịu nhiều vất vả, khổ cực, thế nhưng về già sẽ được đền bù xứng đáng, cuộc sống vô lo vô nghĩ, hạnh phúc bên con cháu. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của cuộc đời tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, từ 56 tuổi trở đi, cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, từ 56 tuổi trở đi. Người tuổi Canh Tuất có được cuộc sống, cuộc đời khá mạnh mẽ về tiền tài, càng về sau càng làm ăn, phát triển thịnh vượng, vốn là những người thông minh. Hiểu thiên cơ là được trang bị kiến thức, thế nên trong hoàn cảnh nào họ cũng làm ra tiền bạc và hoàn thành công việc được giao một cách xuất sắc. Đối với người tuổi Canh Tuất làm nghề kinh doanh, buôn bán, tuy bận rộn lo toan vất vả, song lộc đến khá lớn, trong đầu tư kinh doanh phải kiên trì tích lũy, tích tiểu thành đại mới thành công. Về điền sản, người tuổi Canh Tuất nhờ tích lũy mà sẽ có nhà cửa khang trang, có người nhờ gia sản tổ tiên để lại, có người nhờ chồng con mà có. Cuộc đời của những người tuổi Canh Tuất cũng gặp nhiều gian truân, khổ ải mới thành đạt, và đặc điểm tâm lý là rất thích đi rong chơi, du lịch đó đây, và những chuyến diễn du như thế thì mới thỏa thích. Tóm lại, người tuổi Canh Tuất mưu cầu hạnh phúc thành đạt trong cuộc đời, phải chú ý ngăn ngừa khống chế các nhược điểm sau đây để phòng khuynh hướng mù quáng trong kinh doanh. Tránh ngoan cố bảo thủ mà hãy nên lắng nghe ý kiến của người khác, phải có thời gian kiểm nghiệm, quan sát. Tránh vội vã sẽ mang dạ vào thân, tránh sĩ diện khi làm việc, sai sót lại không dám nhìn thẳng vào sự thật để rút ra bài học. Nhìn chung, người tuổi Canh Tuất không mấy nhàn hạ mà phải lao động cật lực mới có được. Song, không ít người ở tuổi này có tài năng phi phàm, thậm chí có người trở thành chính khách, nguyên thủ quốc gia hoặc nhà nghiên cứu có tên tuổi. Nữ mệnh tuổi hợp làm ăn. Lựa chọn những người tuổi hợp để cộng tác làm ăn không những sẽ làm công việc, sự nghiệp phát triển nhanh chóng, thuận lợi, suôn sẻ, luôn gặp may mắn, mà nó còn giúp ích rất nhiều trong việc tăng cường những mối quan hệ tốt đẹp. Dưới đây là những con giáp sẽ giúp ích rất nhiều trong việc thu hút nguồn tài chính nếu như Canh Tuất hợp tác làm ăn với họ, đó là Canh Tuất, Bính Thìn và Kỷ Mùi. Tuổi Đại Kỵ. Cần phải cẩn trọng khi chọn để kết hôn hay hợp tác làm ăn với các tuổi Quý Sửu, Giáp Dần, Canh Thân, Ất Sửu, Bính Dần, Mậu Thân và Nhâm Dần, bởi vì nếu kết hợp với các tuổi trên thì làm việc gì cũng khó khăn, gặp nhiều cản trở. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Canh Tuất khi làm một việc gì đó thì nên chú ý tới thời điểm xuất hành để giúp tăng thêm sự may mắn, thuận lợi, đạt được kết quả như ý muốn, theo tử vi trọn đời. Thì nữ tuổi Canh Tuất nên chọn những ngày lẻ, tháng chẵng, giờ chẵng khi muốn thực hiện giao dịch hay ký kết một hợp đồng nào đó thì sẽ rất tốt. Nam mệnh tuổi hợp làm ăn. Tuổi Canh Tuất tính tình thẳng thắn, trung thực, làm việc chăm chỉ, cần cù. Nếu muốn công việc làm ăn thuận lợi, phát triển hơn, nam mệnh Canh Tuất nên hợp tác làm ăn với những người tuổi Kỷ Mùi, Bính Thìn, Canh Tuất. Tuổi Đại Kỵ. Trong cuộc đời lựa chọn tuổi kết hôn, tuổi làm ăn là rất quan trọng. Điều đó có thể ảnh hưởng gián tiếp đến tài lộc, con đường thành công và cuộc sống sau này của mỗi người. Những người tuổi Canh Tuất nên tránh những tuổi Giáp Tý, Ất Sửu, Canh Ngọ, Bính Tý, Đinh Sửu, Mậu Ngọ, bởi đây là những tuổi xung khắc, nếu kết hợp sẽ gây đến tai họa cho cả hai bên. Ngày giờ xuất hành hợp nhất trong làm ăn thì thành công phần lớn quyết định là ở tính cách, khả năng của từng người, những yếu tố may mắn cũng rất quan trọng. Bởi vậy, lựa chọn giờ xuất hành khởi đầu cho một công việc, dự án nào đó là điều rất cần thiết. Nếu xuất hành vào giờ tốt thì công việc làm ăn càng thêm thuận lợi, mọi việc được như ý, trăm trận trăm thắng. Còn ngược lại, nếu xuất hành vào giờ xấu thì dù có cố gắng chăm chỉ nhưng kết quả thường không được như ý muốn. Những người tuổi Canh Tuất muốn làm ăn thuận lợi, suôn sẻ, phát triển thì nên xuất hành vào giờ lẻ, ngày lẻ,
tháng chẵn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, từ 56 tuổi trở đi, tài lộc của người tuổi Canh Tuất không thể nói là từ trên trời rơi xuống, mà đều là những đồng tiền mồ hôi, nước mắt, là công sức khổ cực từ bản thân làm ra. Nếu doanh nghiệp kinh doanh thì khi kết giao bạn bè nên chọn mà chơi, đừng thân thiết với những người tâm cơ thực dụng, mà hãy nên kiên nhẫn, bình tĩnh, không nóng vội, lấy thủ làm công, lấy lui làm tiến. Vốn là người ngay thẳng trọng chữ tín, nên đôi khi bị quên mất việc phải đề phòng người khác, mà lại luôn đặt trọn niềm tin cho đối phương. Nên nhớ thương trường là chiến trường, vì trên thương trường không có tri âm, tri kỷ, càng không có anh em, bạn bè. Người tuổi Canh Tuất hiểu giá trị của đồng tiền, quý trọng công sức của bản thân, cho nên không bao giờ tiêu xài hoang phí. Họ hiếm khi nổi hứng mua sắm tiêu tiền vào những thứ không đâu. Tiền của làm ra được dùng để tiết kiệm, coi việc nhịn ăn nhịn mặc để tiền bạc nhiều thêm là niềm vui và cố gắng phát huy hết mức. Bản thân mệnh cách tuổi Canh Tuất đã có số dượng tài, đặc biệt là từ 56 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ. Quý bản mệnh hãy cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài. Muốn có hoành tài bất ngờ thì có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư và thị trường chứng khoán, vàng bạc hay bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì cũng hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt. Có như thế thì mới đạt được nhiều thành công. Từ nay trở đi nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Nếu chưa sắp xếp được thời gian thì hãy dồn công sức cho một việc. Có như thế thì thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, thế nhưng tuổi Canh Tuất cũng nên có phương châm tích lũy và tiết kiệm, làm giàu hết sức. Có thời điểm tuổi Canh Tuất sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, ảnh hưởng không quá lớn. Quý bản mệnh vẫn có thể tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người. Quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Canh Tuất sinh 1997, từ 56 tuổi trở đi, người tuổi Canh Tuất ngũ hành thuộc thổ, thường dễ mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, bệnh dạ dày. Hãy nên chú ý thói quen sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, chăm chỉ luyện tập thể dục, thể thao, tăng cường thể lực. Người tuổi Canh Tuất lại hay ghen ghét, đố kỵ mà nổi nóng, vì thế cần phải chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn sức khỏe. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, từ 56 tuổi trở đi, người tuổi Canh Tuất là những người sống rất thực tế và giản dị. Họ hiếm khi lãng mạn, hài hước, thế nhưng hoàn toàn không phải là người cứng nhắc, nhàm chán. Họ thường tham gia vào những hoạt động thể thao ngoài trời để thư giãn, giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi. Nếu như đem lòng thương nhớ một ai đó thì sẽ không vội vàng bày tỏ tình cảm của mình. Những người này cần có thời gian để tìm hiểu đối phương. Nếu mối quan hệ này thực sự hòa hợp, gắn bó thì mới có thể mạnh dạn tỏ tình. Có thể nói, họ là những người yêu bằng lý trí nhiều hơn con tim. Tuổi Canh Tuất dễ dàng chinh phục được đối phương nhờ sự chân thành, thân thiện, tốt bụng của mình, vì luôn sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại, có thể hy sinh mọi thứ để người mình yêu được hạnh phúc. Dù vẻ bề ngoài khá lạnh lùng, nhưng lại là những người có trái tim ấm áp, chung thủy. Tình yêu của họ ít thể hiện qua lời nói, mà qua từng hành động quan tâm, chăm sóc đối phương. Tuổi Canh Tuất mất nhiều thời gian để tìm kiếm cho mình một tình yêu đích thực. Vì vậy, khi đã gặp được người tâm đầu ý hợp thì họ sẽ trân trọng và yêu hết mình. Nếu kết hôn thì họ sẽ dành nhiều thời gian để vun đắp, chăm lo cho đời sống gia đình, tình cảm vợ chồng. Những người này rất biết nhường nhịn, lắng nghe và chia sẻ, vì vậy, mối quan hệ hôn nhân của họ rất hòa hợp, hạnh phúc. Nam mệnh tuổi Canh Tuất sẽ là chỗ dựa vững chắc cho vợ con và những người thân xung quanh. Họ sẽ không để bất kỳ ai xúc phạm, làm tổn hại đến danh dự, lợi ích của gia đình mình. Nếu kết hôn với đàn ông tuổi Canh Tuất thì cả đời sẽ có cuộc sống ổn định, bình yên, không lo thiếu thốn. Trong cuộc sống, không ai là người hoàn hảo và tuổi Canh Tuất thấu hiểu điều đó. Họ luôn cảm thông với những khuyết điểm của người khác và cố gắng hoàn thiện bản thân mình. Dù người bạn đời của mình có nhiều nhược điểm đi chăng nữa thì vẫn luôn bao dung và che chở, yêu thương. Tuổi Canh Tuất có cách thể hiện tình yêu của riêng mình, âm thầm mà sâu sắc,
không vội vã, phô trương, tuy nhiên lại ít chia sẻ tâm tư, suy nghĩ tình cảm của mình cho người khác, kể cả là người yêu. Điều đó khiến cho mối quan hệ dường như có một khoảng cách vô hình. Nam mệnh tuổi Canh Tuất hợp với màu đỏ, vì đó biểu tượng của sự mạnh mẽ và thành công. Nam mệnh tháng sinh sẽ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định con đường tình duyên của tuổi Canh Tuất. Những người tuổi này sinh vào tháng 5, tháng 6 và tháng 9 âm lịch sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi tình cảm mới có thể tìm cho mình ý chung nhân. Sinh vào tháng 1, tháng 2, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, tình duyên cũng có thể thay đổi từ 1 đến 2 lần. Còn sinh vào tháng 3, tháng 4 và tháng 8 âm lịch sẽ gặp nhiều may mắn, được hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn. Nữ mệnh tuổi Canh Tuất dường như tôn thờ chủ nghĩa độc thân, vì vậy, tình yêu thường đến rất muộn, tuy được rất nhiều người để ý theo đuổi. Nhưng những cô nàng này lại chẳng mảy may rung động, họ đang chờ đợi sự xuất hiện mẫu người lý tưởng với một tình yêu đích thực. Phụ nữ tuổi Canh Tuất rất thông minh, sau khi kết hôn, họ luôn biết cách kiểm soát đúng mực, cân bằng cuộc sống của mình. Nếu muốn đường tình duyên gặp nhiều may mắn, thuận lợi, thì phụ nữ tuổi Canh Tuất nên mang trên mình những phụ kiện trang sức màu vàng. Nữ mệnh nhân duyên của Canh Tuất được phân thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào tháng 1 và tháng 7 âm lịch sẽ phải trải qua nhiều lần thay đổi trong chuyện tình duyên, có thể đến 3 lần mới chung sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời. Những ai sinh vào tháng 2, tháng 5, tháng 6, tháng 9, tháng 10 và tháng 11 âm lịch thì chuyện tình duyên cũng phải thay đổi ít nhất là 2 lần mới đến được bến bờ hạnh phúc. Những nữ mệnh Canh Tuất sinh vào tháng 3, tháng 4, tháng 8 và tháng 12 âm lịch là những người may mắn nhất, vì không phải trải qua sự thay đổi nào trong tình duyên, những người này sẽ kết hôn và sống trọn đời với ý chung nhân duy nhất của cuộc đời mình trong hạnh phúc viên mãn. Tiếp theo sẽ là luận giải vận mệnh theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Số mệnh tuổi Canh Tuất sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng, rơi vào tiết Tân Xuân, người này vẫn chịu ảnh hưởng từ năm Dậu trước đó, tâm tính mềm mỏng, trọng tình cảm, nhìn chung thì cuộc đời không phải trải qua đại hạn, tai nạn gì lớn, có thể bình an cho đến cuối đời. Những năm đầu đời, cuộc sống không được như ý, cần phải nỗ lực hơn nữa để cải thiện số mệnh, sức khỏe tốt, là người thật thà, chân thành, có thể dựa vào chính sức mình mà làm nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, sẽ mất nhiều thời gian hơn những người có chỗ dựa vững vàng, người này được cha mẹ bao bọc nhiều nên không có trí tiến thủ, không có nhiều mong muốn gây dựng sự nghiệp, chỉ muốn sống ổn định, không quá vất vả. Người này thích hợp làm giáo viên, biên tập, nhân viên kỹ thuật. Trong chuyện tình cảm, dù là nam hay nữ thì người này cũng rất nghiêm túc. Họ thích tình yêu nhẹ nhàng, êm ái, không thích bị đắm chìm trong cuộc tình bỏng cháy, là người theo mẫu khá truyền thống. Khi theo đuổi tình yêu cũng phải chờ tới khi thời cơ chín muồi mới hành động. Tuy nhiên, người này không đủ tinh tế để nhận biết tình cảm của đối phương. Nếu yêu người bằng tuổi sẽ dễ sinh mâu thuẫn. Số mệnh tuổi Canh Tuất sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết Kinh Trập, người này gan dạ, dũng cảm, dám nghĩ, dám làm. Tuy nhiên, có đôi khi họ bị nhận xét là tự cao, tự đại và không xem ai ra gì. Nếu xét về tiếng xấu thì người này hay bắt nạt, ức hiếp người khác, làm vui nhấp miệng, mọi chuyện đều muốn tốt cho mình. Song nhìn từ khía cạnh khác, đây là con người hướng ngoại. Một khi đã đặt ra mục tiêu làm gì thì sẽ cố gắng hết sức để đạt được điều mình muốn. Sống lạc quan, vui vẻ, nhân duyên tốt, được nhiều người yêu quý và giúp đỡ. Người này có sự nhạy bén mà không phải ai cũng có được, có trực giác và khả năng phán đoán rất chuẩn, là vũ khí tốt để họ đi tới thành công, được quý nhân phù trợ, con đường phía trước hanh thông, thuận lợi hơn gấp nhiều lần. Có điều, cũng có lúc người này trở nên chủ quan, khinh địch, dẫn tới thất bại, tin người quá mức, không có kế hoạch rõ ràng cho những việc cần làm, nên thường thất bại mặc dù đã bỏ nhiều công sức ra trước đó. Số mệnh tuổi Canh Tuất sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch trùng với tiết Thanh Minh, người này thông minh, có bề ngoài hấp dẫn, đa tài, đa nghi, cuộc sống hạnh phúc, tự do tự tại. Người tuổi này khá giỏi và có khả năng kiếm tiền tốt, song lại khá nóng tính, dễ làm mất lòng người khác, tổ nghiệp phúc mỏng, mọi chuyện phải dựa vào chính sức mình. Là người thích dùng đầu óc để làm việc, được bạn bè, anh em giúp đỡ, sự nghiệp cũng nhờ thế mà dễ thành công hơn. Người này phân biệt rạch ròi giữa lý tưởng và hiện thực, không sống quá mơ mộng,
Tiền Phong họ là người có tài về văn hóa nghệ thuật, cũng rất nhiệt tình với bạn bè, thích hợp làm nghề kiến trúc sư hoặc những công việc trong ngành dịch vụ. Số mệnh tuổi Canh Tuất sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ, người này có các tinh tử di chiếu mệnh, là người đại phú, đại quý, cả đời cơm no, áo ấm, chẳng phải lo phiền. Người này không có nhiều tham vọng, cũng không có chí hướng gì to lớn, chỉ muốn cuộc sống ổn định, an nhàn. Di sản tổ tiên để lại không nhiều, nhưng được cha mẹ yêu thương, anh em hết lòng giúp đỡ, nên cuộc sống của người này khá thoải mái. Tính tình người này khá hòa nhã, sống chân thành, không phải trải qua sóng gió gì lớn. Họ thích nói đạo lý, hay tìm tòi, học hỏi, có sự tự tin cao. Người này khá hoạt ngôn, biết cách nói chuyện để khiến người khác cảm thấy thoải mái. Số mệnh tuổi Canh Tuất sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tiết mang trùng. Người này được đại các tinh phù trợ, vận tài lộc dượng, hậu vận an nhàn. Đây là người tính tình thẳng thắn, chăm chỉ làm việc. Họ ham học hỏi và hiểu biết rất nhiều, không vì lợi lộc mà làm chuyện xấu. Từ nhỏ gia đình đã có điều kiện nên cuộc sống khá tốt, trung niên sự nghiệp thành đạt, tài lộc dồi dào. Người này có đầu óc linh hoạt, thân thiện, hòa đồng, chân thành với mọi người. Song nhìn từ mặt khác, đây là người giỏi ăn nói, biết dùng lời nói để nịnh bợ, mua chuộc các mối quan hệ để có lợi cho mình. Thường hay tươi cười, nhưng tâm tư sâu xa khó lường. Người này không thích hợp làm lãnh đạo, mà có duyên làm thư ký hay những công việc có tính chất tham mưu, góp ý cho sếp số. Mệnh tuổi Canh Tuất sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử. Người này thông minh, cơ trí, có tài ứng biến, song ăn nói thường thiếu suy nghĩ so với những người khác. Bước khởi đầu trong đời khá thuận lợi, tuổi trẻ được cấp trên và trưởng bối nâng đỡ, đề bạt, nên được đảm nhận nhiều trọng trách lớn, dám nghĩ, dám làm, có lý tưởng, có chí hướng, song họ có thể sẽ đánh mất cơ hội phát triển của mình nếu trở nên tự cao tự đại, không biết sống khiêm nhường. Họ là người ham xê dịch, thích du lịch, thích sống cuộc sống hào nhoáng, nên chi tiêu thiếu kiểm soát dễ rơi vào cảnh túng thiếu. Bạn bè tuy nhiều nhưng không mấy thân thiết. Người này lòng tự trọng cao nên hiếm khi vay mượn, cũng chẳng tích lũy được gì. Số mệnh tuổi Canh Tuất sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch trùng với tiết lập thu, có dịch mã động tinh chiếu mệnh. Người này tiền bạc không thiếu, nhưng phải bôn ba khắp chốn. Người này tính tình không cương, không nhu, không có tâm cơ, làm gì cũng có đầu, có cuối, song không được nhờ cậy gia đình nhiều, tiền vận vất vả, phải khổ tâm lao lực gây dựng sự nghiệp. Đến tuổi 35, 36 tuổi thì sẽ hoàn thành nguyện vọng. Khi 40 tuổi mọi sự hanh thông, đến 50 tuổi sẽ ổn định cuộc sống, tài lộc không phải lo nghĩ. Là người có tài, có trí, không khuất phục trước khó khăn, đi tới đâu cũng được trọng dụng. Nữ mệnh khó giữ bí mật, nam mệnh là người hiền lành, vui vẻ, đa sầu, đa cảm, đường tình đào hoa vô số, song vì thiếu nhẫn nại mà khó tìm được ý chung nhân, dễ kết hôn muộn. Số mệnh tuổi Canh Tuất sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trùng với tiết Bạch Lộ. Người này thông minh, tài giỏi, được nhiều người ngưỡng vọng, được cha mẹ giúp đỡ nhiều, ra ngoài có quý nhân tương trợ, nên bước đường tương lai cũng thuận lợi hơn nhiều. Sự nghiệp phát triển nhanh chóng, tài lộc ùn ùn đổ về nhà, cả đời không bao giờ phải lo túng thiếu. Nếu theo con đường chính trị thì tiền đồ vô lượng, có địa vị cao và vững vàng. Tuy nhiên, tính cách người này có phần bốc đồng, dễ bị kích động, thiếu suy nghĩ mà làm chuyện đắc tội với người khác. Điều này có thể ảnh hưởng ít nhiều tới sự nghiệp. Người này sống khá lý trí và khắt khe với người khác, bản tính hay suy nghĩ, thường lên kế hoạch hơn là hành động, thích hợp làm công việc hậu cần. Họ thường tính toán quá nhiều mà thiếu quyết tâm và dũng khí, nên nếu làm công việc tiền phương thì dễ thất bại. Khi đối mặt với kẻ địch, mỗi khi gặp phải khó khăn, trở ngại là dễ nản lòng, không có ý chí chiến đấu tiếp. Tuy nhược điểm không ít, nhưng nhờ sự chu đáo, tỉ mỉ, nên họ hoàn toàn có thể xoay ngược thế cờ. Họ được nhiều người yêu quý cũng là nhờ ưu điểm này. Số mệnh tuổi Canh Tuất sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết Hàn Lộ. Người này được qua cái các tinh trợ mệnh, cuộc đời phú quý. Tuy nhiên, tài lộc không phải lúc nào cũng dồi dào. Tính tình cương nghị, quyết đoán, tài hoa, trí tuệ hơn người, có ý tưởng, có chí hướng rõ ràng, được quý nhân giúp đỡ. Nếu theo nghiệp quan trường thì có thể gây dựng được sự nghiệp to lớn. Tuy nhiên, cũng chính vì tính cách quá cứng rắn nên sẽ phạm phải sai lầm lớn trong công việc, cả đời họ sống thanh bạch.
không coi trọng tiền tài, địa vị cao, nhưng chẳng hề khoe mẽ, cũng chẳng có nhiều tiền tạc trong tay, thích hợp làm công việc nghiên cứu, đầu tư. Đây là người có tư tưởng cởi mở, thích khám phá những điều mới lạ, yêu ghét phân minh, nhưng lại không giỏi ăn nói. Họ không quen đè nén cảm xúc, có chuyện gì cũng thể hiện ra nên dễ đắc tội với người khác. Người này dễ sa đà vào chuyện rượu chè, thích uống rượu nhưng vẫn biết điểm dừng, trí nhớ cực kỳ tốt, hiếm khi quên chuyện gì. Số mệnh tuổi Canh Tuất sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm là tiết lập đông, người này thẳng thắn, có tài, yêu công việc, họ không được cha mẹ, anh em giúp đỡ nhiều, tổ nghiệp phúc mỏng, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, có khả năng kiếm tiền tốt, thế nhưng lại không biết cách giữ tiền, giỏi ăn nói, giao tiếp xã hội tốt, biết phân biệt bạn tốt, bạn xấu, là mẫu người hành động. Vận mệnh cuộc đời không đến nỗi nào, từ khi còn trẻ đã thành danh, theo tử vi trọn đời, nữ mệnh đào hoa cực vượng. Đi tới đâu cũng có người yêu, kẻ mến, song người này dễ bị hiểu lầm là hay lo chuyện bao đồng mà đắc tội với người. Trong cuộc sống hàng ngày, người này rất giản dị, không quá coi trọng vật chất, tuy nhiên khí chất hơn người. Có thể thấy đây là người cao sang, quyền quý, đối tượng kết hôn của họ cũng thường là xuất thân từ gia đình danh giá. Số mệnh tuổi Canh Tuất sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trùng với tiết đại tuyết, người này tính tình nóng nảy, mồm nhanh hơn não, dễ đắc tội với người khác. Họ có tài thực sự, không sợ hãi trước cường quyền, làm gì cũng có trước, có sau, là người bao dung, độ lượng. Tuy nhiên, tài lộc của người này không nhiều, anh em, người thân không giúp đỡ được mấy, phải tự dựa vào chính bản thân mình. Càng đi xa thì càng dễ lập nghiệp, tới 27, 28 tuổi sẽ gặp nhiều may mắn, khi tuổi 49 dễ gặp chuyện nguy hiểm. Người này có nhiều tham vọng và có óc quan sát tốt, đây vừa là ưu điểm, cũng vừa là khuyết điểm. Trong chuyện tình cảm dễ sinh lòng nghi kỵ, ghen tuông, gây tổn thương cho cả đôi bên, thiếu sự quyết đoán khi đứng trước tình yêu, vì thế dễ lỡ mất lương duyên. Số mệnh tuổi Canh Tuất sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch tức tháng Chạp, là tiết tiểu hàn. Người này mệnh vinh hoa phú quý, hưởng hết mọi hạnh phúc trên đời, cha mẹ nâng đỡ, quý nhân phù trợ, trong gia đình ai ai cũng xuất sắc. Vì thế, người này không cần phải quá vất vả cũng có được những gì mình muốn. Tuy nhiên, không phải vì thế mà họ ỷ lại, người này vẫn đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp của mình. Chưa tới 40 tuổi đã gian danh bốn bể, tài lộc đầy nhà. Trong tình yêu, chỉ cần phát hiện được mục tiêu là họ sẽ hết lòng theo đuổi, dễ rơi vào lưới tình đến mù quáng, đánh mất lý trí. Và ngay bây giờ sẽ là phần luận giải vận trình lưu niên của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong từng năm âm lịch, cụ thể như sau. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm Tý. Người tuổi Canh Tuất có thể sẽ gặp phải nhiều điều không như ý muốn trong năm này, đặc biệt là trên phương diện tình duyên. Vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn với nhau, quan hệ đôi bên có lúc tốt, lúc xấu, cần phải lưu ý kẻ thứ ba xuất hiện. Phương diện sự nghiệp, tài lộc có khá khẩm hơn, song có làm gì thì cũng vẫn cần cân nhắc kỹ càng. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm Sửu. Vận trình tiếp tục có dấu hiệu đi xuống trong năm này, với người làm ăn kinh doanh cần đặc biệt thận trọng với nguy cơ có kẻ tiểu nhân quấy phá. Hành sự trở nên nóng nảy, hãy nói ít làm nhiều để đỡ vướng họa thị phi. Đến cuối năm may mắn có quý nhân trợ giúp thì sẽ có nhiều cơ hội để chuyển bại thành thắng. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm Dần. Xem vận trình lưu niên của tuổi Canh Tuất năm này khó thành đại sự, nhiều kế hoạch vướng phải khúc mắc chưa thể giải quyết nhanh chóng. Việc làm ăn kinh doanh thường xuyên phải chịu sự cạnh tranh gay gắt, kết bạn không cẩn thận thì sẽ bị lợi dụng hoặc lừa gạt năm này, hãy nên chú ý hành thiện tích đức. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm Mão. Năm này được chính quan soi chiếu mệnh, sẽ gặp đại cát đại lợi, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp, nhiều người có cơ hội thăng quan tiến chức. Phương diện tình duyên thì cần cẩn trọng hơn, đặc biệt là với những người đã có gia đình, chớ vì một phút ham chơi mà hủy hoại hạnh phúc, danh tiếng và sự nghiệp bản thân. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm Thìn. Năm này vận trình lên xuống khá thất thường, việc làm ăn kinh doanh có biến động khá rõ rệt. Quý bản mệnh cần phải phân biệt rõ đâu là cơ hội và đâu là nguy cơ để đưa ra những sự lựa chọn đúng đắn. Đồng thời,
cũng cần hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn dang dở, có như vậy ắt sẽ thu được lợi ích đáng mừng. Tử Vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm Tỵ. Xem vận trình lưu niên của tuổi Canh Tuất năm Tỵ thì người tuổi Canh Tuất có chức, có quyền cần chú ý giữ mình trong sạch, không nên tham lam kẻo vướng họa thị phi. Nửa cuối năm có tử vi các tinh soi chiếu, sẽ gặp được nhiều điều các lợi hơn, có thể nhanh chóng bắt tay vào công việc lớn, việc cầu tài lộc khá thuận lợi, đối tác đáng tin cậy, đối thủ giảm bớt. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm Ngọ. Năm này tài lộc đại phát, làm đâu thắng đấy, thế nên có thể thu về nhiều khoản kha khá. Tuy nhiên, sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc, chú ý không nên lao động quá sức. Điều cần lưu ý trong năm là tránh ra các mối quan hệ bạn bè, người thân độc hại, những kẻ ghen tị với thành công mà mình đạt được. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm Mùi. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, tiếp tài chiếu mệnh, bản thân thường xuyên rơi vào cảnh lao tâm, lao lực, nhưng thành quả thì lại chẳng được bao nhiêu. Hòa thị phi cũng xuất hiện liên tục, dễ bị rơi vào cảnh mệt mỏi, căng thẳng, nhưng may mắn cuối năm có các tinh xuất hiện, sự nghiệp cũng ổn định hơn, hòa hại cũng có dấu hiệu giảm bớt. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm Thân. Xem vận trình lưu niên của tuổi Canh Tuất thấy rằng, nếu quý bản mệnh chịu bỏ công sức ra lao động thì ắt không phải lo đến chuyện chi tiêu, thậm chí có nhiều cơ hội kiếm tiền tự tìm đến cửa. Nếu muốn mưu đại sự thì bản thân cần phải cân nhắc mọi khía cạnh kỹ càng, không nóng vội, hành xử lỗ mãng. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm Dậu. Năm Dậu là một năm khá vất vả, nếu muốn gặt hái được thành công trong sự nghiệp thì ắt phải bỏ nhiều công sức, thậm chí gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Năm này hãy nên biết hài lòng với những gì mình đang có, thuận theo tự nhiên, chớ nên cố gắng giành lấy những gì không thuộc về mình. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm Tuất. Năm này, tuổi Canh Tuất có thể gặp được khá nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, gây ấn tượng với lãnh đạo, cần phải giữ bình tĩnh để phát hiện và nắm bắt các cơ hội. Tuy nhiên, trong năm sức khỏe có dấu hiệu xuống dốc, thường xuyên phải mắc phải các bệnh nhẹ, vì vậy cần chữa trị kịp thời, đồng thời chú ý đến việc rèn luyện thể dục, thể thao. Tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong năm Hợi. Nếu muốn gặt hái được thành công thì chớ nên giữ những tư duy cũ kỹ của mình và đi theo lối mòn, cần phải mạo hiểm, dám thử thách bản thân để tìm ra hướng đi mới. Vì có Thái Dương các tinh nâng đỡ, trên thực tế cơ hội để phát triển khá nhiều, vì thế hãy tự tin lên. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được khép lại. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.